Thì sau khi mà thăm khám trên miệng cũng như là bọn cháu cho cô chụp lại phim X quang nhé, thì cháu thấy rằng là cái vùng mà nhổ răng của cô ấy là cô nhổ răng ở răng số 27 này này. Đó, thì cái vùng này thì cô có bảo cháu là nhổ hơn 1 năm rồi. Đó, thì cái tốc độ lành thương của nó thì cháu thấy nó cũng hơi chậm, thì cô có thể nhìn trên phim X quang này, cái vùng xương này nó liền mạch này. Còn cái vùng này mình cảm thấy nó không nhìn được, nó mờ mờ này, là cái vùng xương này rất là xốp. Thì cái màng xoang của mình này, đây cái vùng mờ mờ đây cô này, đó thì đó là cái màng xoang mình nó hơi bị dày lên do phản ứng cái chắc ngày xưa cái chân răng của mình nó gây viêm xoang ấy đó, nên là cái phản ứng màng xoang nó vẫn còn lại một chút. Trong khi cháu khảo sát thì cháu thấy rằng cái implant ấy thì mình khi mình đặt vào đây ấy, thì mình sẽ nhất định sẽ phải là mình sẽ nâng xoang lên một chút quá. Đấy thì ở đây cháu sẽ giả lập cho cô cái implant nhé, cô có thể theo dõi luôn. Thì cô thấy rằng là cái đít của cái implant này này, đó, nó vào trong xoang rồi. Đấy thì mình bắt buộc mình phải nâng cái màng xoang lên một chút để tránh cái trường hợp nó thủng vào xoang ấy. Và mình đẩy nhẹ lên thôi. Giờ bọn cháu công nghệ từ tính rồi, đẩy gần như nhẹ nhàng nó cũng nhanh lắm, không có đau đớn gì cả. Ngoài ra thì cô nhìn thấy là cái phía này này là phía chân răng số 8. Đó, thì hôm nay mình sẽ phải nhổ răng số 8 đi và mình sẽ ghép một ít xương ở phía này. Vâng, để tránh cái trường hợp mà cái cổ implant nó lộ ra khỏi xương ấy. Mình sẽ ghép một ít xương đây để mình che phủ cái phần implant ở phía xa này. Ngoài ra thì cái lựa chọn mà dòng trụ cấy ghép implant của mình ấy, thì cô chọn dòng Dentium. Thì hiện tại bọn cháu là đang đối tác của Dentium ấy, nên là đảm bảo là hàng chính hãng. Thì cô có thể coi này, đấy, hai cái trụ này là dự phòng, kiểu như là hôm nay cháu dự kiến là mình cấy trụ là 4.5 x 10 nhé. Đó, thì cháu sẽ dự phòng trụ 5 x 10 cho cô. Đó. Đây hai trụ này đều mới nguyên cả. Thì cái Dentium này thì so với các hãng của Hàn Quốc như kiểu Biotem ấy thì cái hãng Dentium thì nó kết nối sẽ ổn định hơn, lâu dài hơn. Thì đa số bây giờ người ta thì lựa chọn dòng Dentium hoặc là tầm phân khúc Dentium trở lên. Đấy bạn. Bởi vì implant mình khi mình đã cấy thì mình sẽ ăn dài lâu dài đến khi trọn đời thôi đó. Thì cái này dự kiến thì sau khi cấy thì của cô chắc là tầm khoảng độ, theo ước tính với đúng mật độ xương mềm như này thì có thể là mình tầm 4 tháng mình sẽ lên răng nhá. Thì hôm nay mình cấy 4 tháng sau cô quay lại và cháu sẽ lấy dấu để lên răng. Bây giờ cùng của cô thì các bạn sẽ lên vệ sinh qua cao răng một tí, sau đấy là lấy máu cho cô nhá, đo huyết áp cho cô nhá. Sau đấy mình sẽ tiến hành là mình cấy ghép implant. Và thì cháu mời cô lên tầng trên.